Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tăng đối tượng vừa ủ sinh năm 2000 trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, có hành vi mua bán trái phép hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp. Cụ thể, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 16 tháng 6, Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực xã Na Tông huyện Điện Biên, phát hiện và bắt quả tang đối tượng vừa An Nù có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 14 viên ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Công an huyện Điện Biên thu giữ thêm gần 3.000 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, Nù khai nhận bản thân nghiện ma túy lâu năm, số ma túy trên mua về để sử dụng và bán cho các đối tượng khác để kiếm lời.